Minh Bụi xin chào cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng chúc cô chú anh chị và các bạn có nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một ngôi chợ quê thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Đó là chợ Hòa Phú. Chợ Hòa Phú được nằm ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An nha các bạn. Đó, hướng đó là từ thành phố Tân An chạy thẳng xuống. Và đây là mình đi thẳng xuống Tầm Vu và huyện Chợ Gạo được luôn nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan ngôi chợ quê thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An nha. Phía đầu chợ cũng có bán trái cây rồi các bạn. Chợ quê mà. Ở trong đây có khoai lang nè, dừa nè. Cũng đủ thứ. Chợ quê nhỏ bán như thế này cũng tương đối rồi. Đây, mì củ khoai lang. Khoai mì. Dừa khô. Đầu chợ cũng có sạch trái cây, nó bán không nhiều bằng những cái chợ lớn nhưng mà cũng tương đối đầy đủ, không thiếu món gì. Khoai lang, dăm chôm, dưa hấu, đủ thứ các loại. Rồi tiếp, ở đây có bán bông, bán hoa nữa nè. Đó, phía trước này cũng có một cái gian hàng thịt heo. Đó, cũng đầy đủ, cũng tương đối. Hello, bán đắt không? Có bà chị bán thịt heo ở đầu chợ. Ở đây có chị bán ổi. Đó, cái ổi rất là ngon. Ở chợ quê nhưng mà bán cũng tương đối đầy đủ rồi. Cam rồi, cảm ơn. Thấy không, đây là mắm cá gì ta? Mắm cá thu rồi. Đó, mắm cá thu rồi, mắm cá lóc, mắm cá lóc. Đây, cái thau ba chía rất là ngon luôn. Dạ, hả, mấy triệu à? Đó, các bạn nào ở chợ Hòa Phú, gần chợ Hòa Phú ra đây ủng hộ mắm cho bạn trai mình, rất là ngon luôn. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, những cái này, đồ này là cái đồ ngâm á cô. Cái này gòn. Cô tính làm gì hả? YouTube. YouTube hả? Đó, bán rất là đầy đủ luôn rồi. Đó, chợ quê mà bán như thế này là cũng rất là đầy đủ rồi.
Ở đây có bưởi 15k. Thơm 1 ký 10 10k. Khổ qua 12k 1 ký. Ở đây cũng có bán dưa cải à. Đây cảm ơn. Đây có chị bán đậu hũ nè. Sữa đậu nành luôn hả chị? Dạ, sữa đầy đủ luôn anh. Sữa đậu nành luôn. Muốn cho sữa coi, gì cũng có. Cho coi sữa đậu nành được không? Muốn sữa gì cũng có luôn cái này nó. Sữa đậu nành bốc khói luôn rồi. Rất là ngon luôn. Chợ Hòa Phú, Châu Thành, Tân An. Chiều nay lên ngày mai đưa lên trang bìa luôn, chị bán sữa đậu nành ở chợ Hòa Phú Tân An. Ở đây có chị bán quay mấy cái này nè, quay đưa lên màn hình cho bà con cô bác xem là cách mua bán của chợ Hòa Phú mình như thế. Rất là nhiều, cũng không thiếu món gì các bạn. Đó. Khoai lang, khoai môn, khoai từ, đủ thứ, rồi rau củ quả luôn. Ở đây có một cái gian hàng bán đồ ăn tương các bạn, đồ chay. Nó rất là ngon luôn, bún xào, củ cải nè, thơm kho nè, đủ thứ các loại luôn. Ngon chưa? Nó chợ quê, không thiếu thứ gì. Rất là đầy đủ luôn. Đây có chị bán bánh ít, bánh tét. Đó, đủ thứ các loại bánh luôn. Này rất là ngon. Ở đây có cái ổ bánh bông lan, bánh bò nướng. Bò nướng này nhà làm luôn á chị? Dạ. Này rất là ngon luôn. Ở đây có một cái sập hàng bông, quay phim chút, quay mấy cái đồ hay bán hàng bông. Chú ơi, chắc bà nó hỏi chú quay chi vậy ta? Bà đâu? Dạ bà. Đâu, ông quay, ông ghé có ông quay phim, ông bắt người chứ. Rồi quay lên là ngày mai chợ mình bán đắt ồn ồn luôn á. Dạ. Dạ. Mai bà con ta thấy cái người ta ra người ta mua ủng hộ. Ở đây có bí đỏ đủ thứ các bạn. Chợ nhỏ Hòa Phú, huyện Châu Thành, Long An. Đó. Bán cũng rất là đầy đủ luôn. Rau củ quả cũng rất là nhiều. Rồi phải có sự cho phép mình mới quay chứ. Đây chị mình bán rau củ quả ở chợ Hòa Phú, Châu Thành, Tân An. Ở đây là chả cá gì cô? Chả cá rắc lát xay với thịt xay. Rồi quay người luôn. Có rắc lát mà cái này thịt cá cô? Thịt không. Đó, rất là ngon luôn. Đây cô thứ mấy? Thứ năm. Cô năm bán chả cá ở chợ Hòa Phú, Tân An, huyện Châu Thành. Ai ở gần chợ Hòa Phú này ra ủng hộ giúp cho cô Năm. Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ, rồi con cũng cảm ơn cô Năm luôn. Đây có bưởi da xanh 30k. Đó, cô cách ra lập xưởng. Cô có cô bán vịt con, trứng vịt. Rồi ok. Rồi ok, chào anh. Dạ, rồi. Đúng
đó bạn, chợ chợ nhỏ nhưng mà bán cũng dạ dạ không có, nhưng mà bán cũng tương đối là đầy đủ luôn. Minh Bụi, chung quy là cái nhà lồng chợ Hòa Phú có, nó nhỏ có nhiêu đó thôi các bạn. À, bán rất là đầy đủ luôn. Đó, chợ nhỏ nhưng mà bán rất là đầy đủ. Minh Bụi anh, Minh Bụi vịt nè, cá nè, ớt nè, cá lóc, cá kê rồi, cá tra, cá điêu hồng, tôm tép quá trời luôn. Bên đây có cá điêu hồng, cá lăng, cá điêu hồng, cá tra, cá ớt. Đó, chợ tuy nhỏ nhưng mà quán cũng rất là đầy đủ luôn. Rồi chiều vô Minh Bụi coi nha. Minh Bụi. À, Minh Bụi bấm là ra liền. Các bạn, đó. Chỉ cái nét đặc trưng của vùng quê miền Tây sông nước. Con mua bán ghế đó chợ nhỏ. Dạ chào cô, bán đắt không cô? Dạ ế quá hả, ở chợ nào giờ cũng vậy, chợ lớn cũng vậy, chợ nhỏ cũng vậy. Có mua bán hoạt động chợ chỉ có nhiêu đây thôi, cũng đầy đủ, không thiếu thứ gì, tuy rằng không lớn. Ở mé trong đó là những cái khu bán thực phẩm tươi sống các bạn, thịt thịt heo, thịt bò rồi đó. Có khô rồi đó nè. Đó, còn đây là toàn bộ nhà lồng chợ Hòa Phú, huyện Châu Thành, Long An. Thì ở đây có một cái chị bán dép sổ, dép thái 35k một đôi. Rồi đường bên đây cũng vậy luôn. Nói chung là chợ quê là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Để em quấy mấy bịch 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 này chút nha chị. Có chị bán bún, bán quả là bánh là đó túm túm. Nó đặc trưng của chợ quê các bạn. Rồi cảm ơn chị. Những cái ly xôi giò. Những cái bánh. Bánh chả. Rồi các bạn, như vậy là mình đã tham quan xong chợ Hòa Phú thuộc huyện Châu Thành, Long An. Đó, đằng đây là cái đường ở mặt sau các bạn. Nó cặp với bờ kênh. Đây là cái đường mặt sau của chợ. Nó cặp với bờ kênh. Bờ kênh rất là mát mẻ luôn rồi. Đó, và đây là cái hướng đi vào chợ Hòa Phú. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha.
chúc mọi người nhiều sức khỏe. Nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.